Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Giờ vàng kinh tế của truyền hình Thông tấn. Mở đầu bản tin, mời quý vị cùng theo dõi một số tin tức kinh tế đáng chú ý. Vừa qua, Tổng lãnh sự Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh và công ty New Image Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho trẻ em ở Trung tâm Bảo trợ Trẻ Tàn Tật Mồ Côi Thị Nghèo thành phố Hồ Chí Minh với các phần quà trị giá 250 triệu đồng. Hiện nay, trung tâm được thành phố giao nhiệm vụ tiếp nhận nuôi dưỡng, chữa bệnh, phục hồi chức năng và giáo dục cho 400 trẻ mồ côi khuyết tật và hỗ trợ 200 trẻ khuyết tật tại cộng đồng. Nhân dịp này, công ty New Image, một trong những nhà bán lẻ lớn nhất thế giới về sản phẩm sữa non, cũng đã trao những phần quà là các sản phẩm sữa non đến các em học viên của trung tâm. Với việc khai trương văn phòng đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty New Image chính thức giới thiệu tại Việt Nam sản phẩm sữa non Alpha Lipid Lifeline. Đây là thức uống giàu dinh dưỡng bán chạy nhất tại Malaysia và Đài Loan, với doanh số bán khoảng 200.000 lon một tháng. Thức uống sữa non là sự lựa chọn tốt, chống lại các mầm bệnh có thể gặp trong cuộc sống và giúp cải thiện sức khỏe. Mở đầu bản tin, mời quý vị cùng theo dõi một số tin tức kinh tế đáng chú ý. Sữa non là sản phẩm dinh dưỡng tiên tiến, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bình thường và đẩy nhanh tiến độ tái tạo cơ bắp bị thương, xương sụn và thần kinh. Ngoài ra, sản phẩm này còn đốt cháy chất béo, cân bằng lượng đường trong máu và tăng cường hệ miễn dịch. Với những đặc tính ưu việt như vậy, sản phẩm sữa non Alpha Lipid Lifeline, một trong những sản phẩm chủ lực, đã được công ty New Image chính thức giới thiệu tại Việt Nam nhân dịp khai trương văn phòng đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. New Image là một trong những nhà bán lẻ lớn nhất thế giới về sản phẩm sữa non, là thức uống sáng giàu dinh dưỡng bán chạy nhất tại Malaysia và Đài Loan với doanh số khoảng 200.000 lon một tháng. Được thành lập tại New Zealand vào năm 1984, trong suốt quá trình phát triển, công ty New Image đã đạt được nhiều giải thưởng quốc gia trong ngành xuất khẩu và thương mại, gần đây nhất là giải thưởng đổi mới và công nghệ của tổ chức uy tín Cawthron. Với việc khai trương văn phòng đầu tiên tại Việt Nam, công ty New Image mong muốn quảng bá giá trị dinh dưỡng của sản phẩm sữa non với mục tiêu cải thiện sức khỏe của người dân.